26 dấu ấn rồng lửa trong cái ngục tối ấy rồng lửa đang luyện công chàng cố bất ra khỏi sợi dây chói là bằng gân rồng sợi dây này như một sự khiêu khích quá đáng với chàng bởi nó là chiến công của cha chàng khi xưa rồng lửa phình người nhưng càng phình lại càng đau sợi dây gân rồng quả là ghê gớm dòng lửa dừng mọi động tác lại tập trung suy nghĩ đột nhiên chàng nhớ lại rằng mình mang trong người hai viên ngọc một viên của cha chàng một viên của bác chép mập lúc hóa rồng chàng đã sử dụng một viên chàng giật mình thôi chết mình mới dùng viên ngọc của bác chép mập thảo nào không thoát khỏi nổi sợi dây gân rồng này hóa ra từ lâu nay viên ngọc của cha vẫn y nguyên trong người cậu. Dòng lửa vẫn hết sức bình sinh, đưa viên ngọc rồng lên đỉnh đầu. Hai sừng của cậu đột nhiên sáng lóe lên. Lại như ngay lập tức, dòng lửa nhớ rằng cha chàng, ngài rồng phá hoa, đã nổi tiếng khắp thủy giới về tài phun lửa và dùng sừng để thiêu đốt mọi thứ ngay ở dưới nước. Đã tìm được bí quyết, dòng lửa tập trung toàn bộ sức lực của mình đưa lên hai sừng quả như vậy hai cái sừng đỏ rực lên đỏ lên mãi dòng lửa cười thầm rồi đưa chiếc sừng vào gần sợi dây chói sợi dây chói này vốn mềm như nước không vũ khí bằng kim loại nào có thể cắt được nhưng khi gặp ngọn lửa thiêng nó chảy ra ngay lập tức dòng lửa khoan khoái định xông ra cửa vực nhưng chàng dừng lại được rồng bạc đi vào ngỡ ngàng nhìn rồng lửa nhưng cũng ngay lập tức nàng hiểu ra ngay mọi chuyện bao giờ cũng thế con cháu loài rau long không thể kém thông minh được nàng quả quyết bây giờ muốn ra khỏi đây ngài phải hóa trang ngài hãy bỏ ngọc trong người ra để trở thành một con rắn vớ vẩn giả chết tôi sẽ đưa ngài ra được tin mới nhất đây rồng dâu đồng đã thả bọn rồng ma ở vực thăm thẳm ra và đang sai chúng đi hoành hành khắp thế giới, cho nên chúng ta phải hành sự ngay. Không còn nhiều thời gian để nói những câu vô bổ, rồng lửa liền nhả hai viên ngọc ra đưa cho rồng bạc, bỗng chốc, thân thể chàng lại thành một con rắn bình thường. Rồng bạc sách lấy đi ra ngoài, đến cổng ra, rồng màu gà nhìn thấy hất hàm hỏi, rồng bạc trả lời một con rắn hỗn láo dám nhận mình là rồng tôi đập chết sợ để trong hồ nó hôi quá nên đem vứt ra ngoài rồng màu gà gật đầu để cho rồng bạc đi qua ra đến ngoài rồng lửa ngậm lại ngọc rồi trở lại trong hình hài của rồng chưa hết căm tức bọn khốn chàng quay lại nhìn thấy rồng lửa rồng màu gà run như cây sấy mắt cụp xuống chắc nó không thể hiểu vì sao chàng lại thoát được và cũng biết mình không phải là đối thủ của chàng. Dòng lửa xông tới há miệng, tia lửa thiêng trong miệng chàng nhả ra, tạo thành một vệt thẳng. Khi chàng dừng lại, đầu của dòng màu gà đã đen thui và hắn hiện nguyên hình là một con rắn. Ngay lập tức, dòng lửa hiểu rằng đùa như thế là đủ. Chàng sẽ đi tìm rồng móng vàng và rồng tai voi. Chàng phi như bay đến hồ vàng, có lẽ vận của chàng đã hanh thông. Từ xa, chàng đã nhận ra lão chấm bẹt đang luyện võ trong một đội cá chép. Nhìn thấy chàng, chấm bẹt mừng quá, la lên. Có là trong mơ cũng không tin nổi, cậu giỏi quá, tự trốn thoát được. Dầm lửa hỏi gấp. Tai voi đầu bác, chấm bẹt bảo. Cậu ấy đã mời được rồng móng vàng về hồ, đang ngồi thuyết phục ông ra tay. Dòng lửa gật đầu, bác để cháu vào gặp chú ấy. Dòng lửa xăm xăm đi vào trong hồ, Giữa một dòng nước, chàng thấy rồng móng vàng, thân hình đã tiêu tụy hơn xưa rất nhiều. Dầu tóc móng vuốt không còn sáng như trước nữa, đang ngồi ủ rũ, không buồn ngước lên nhìn rồng tai voi. Rồng tai voi quỳ xuống, nét mặt thảm thiết. "Thưa thầy, không phải con lo cho riêng mình, mà con lo cho tính mạng của hàng vạn, hàng triệu dân cư trong hồ vàng của thầy." Rồng móng vàng ngước lên chỉ ra ngoài, ta giao cho con hết đấy thưa thầy nhưng sức con không thể đánh lại dòng dâu đồng thế à dòng bóng vàng ề à ta cũng chẳng đánh được mà cũng chẳng muốn đánh làm gì nói chung ta đã thể là không tham gia vào những chuyện như thế nữa chán lắm con không hiểu à mà con không hiểu cũng phải con biết thế nào là tình yêu không dòng lửa không trần trừ gì nữa bước tới quỳ xuống trước mặt dòng bóng vàng thưa chú con là dòng lửa con trai của rồng pháo hoa vĩ đại. Con đến để thông báo cho chú biết một tin cực kỳ quan trọng. Cô chép ngạnh hiện đang ở trong hồ mãng xà và đang bị lão rồng dâu đồng uy hiếp. Nếu chú đã dã từ chinh chiến, chúng cháu sẽ đi giải cứu cho cô ấy. Rồng móng vàng đứng bật dậy ôm lấy rồng lửa, con trai của ta. Con nói sự thật đấy chứ. Rồng lửa rõng ràng. Dạ, con trai của rồng pháo hoa không bao giờ được phép nói dối. Tin này con nghe được từ chính miệng lũ cận vệ của rồng dâu đồng. Rồng bóng vàng cười, nó ghen với ta đấy. Nhưng nó không dám giết chép ngạnh đâu. Vì xưa kia, đã có một lời nguyền rằng nếu nó giết chép ngạnh, nó sẽ trở lại làm rắn ngay lập tức. Thằng này, nó sợ mất ngọc rồng lắm. Thôi được, hai con của ta. Ta đành phải bỏ lời nói của mình thôi. Đằng nào, ta cũng còn cần gì quyền thế nữa đâu. Rồng tay voi, dòng tai voi đứng nghiêm trở lệnh. con hãy tập trung toàn bộ đoàn cá chép của thầy giao cho chấm bẹt làm chỉ huy. dòng tai voi định đi thì dòng bóng vàng gọi lại. còn nữa, con hãy thống lĩnh đội nhiệt nước. khi nào có lệnh hãy phi thẳng xuống kết tơ đọc cho ta. dòng lửa kinh ngạc trước cách dùng quân của dòng bóng vàng. chàng chưa bao giờ nghe thấy ai dùng nhiệt nước để đánh trong thủy giới cả. còn con, dòng bóng vàng vẫy chàng lại hãy cùng ta dẫn đám cá rô sắt đánh thẳng vào giữa xào huyệt của rồng râu đồng. Rồng lửa gật đầu, chàng còn chưa kịp nói với chú rồng móng vàng là họ còn có rồng bạc làm nội ứng. Nàng đã kịp giải thoát cho rồng lưỡi dài và rồng kiếm bạc. 27. Trận quyết đấu Rồng móng vàng đứng đầu hàng quân gọi to, thằng râu đồng đâu, ra đây. Tức thì từ trong hồ, hàng vạn hàng triệu con tôm cá các loại tiến tới rồi đến rồng răng cọp rồng đầu nhọn dẫn đám lươn nắn xông ra rồng dâu đồng lạc lẻ tiến tới có vẻ như lão đã phệ ra nhiều sau bao lần ăn chơi phía sau lão là những con rồng ma đen sì sừng sững như đá tảng nhìn thấy đám rồng ma rồng móng vàng có vẻ hơi lo lắng nhưng ông đã kịp chấn tĩnh quát vang rền này thằng em mày đã gây quá nhiều tội lỗi rồi ngay cả anh mà mày cũng lừa thì mày đáng chết rồi đấy rồng dâu đồng hình như đã quên cách ăn nói hét to đánh thì đánh đừng nói nhiều rồng móng vàng lắc đầu khinh bỉ rồi vẫy tay tức thì từ hai bên trái phải đám cá chép cực kỳ tuy nghệ của ông bình thản tiến vào tạo thành hai cặp càng cua lợi hại vô cùng chắm bẹt dầu môi ưỡn người lên rồi hô vang đánh Đám tôm cua cá do dòng đầu nhỏ chỉ huy cũng bắt đầu đánh trả lại, đất cát, bùn rác bắn tung tóe. Dòng tai voi lao từ trên mặt nước xuống, theo sau là một đàn nhện nước với nọc độc ghê hồn, chúng vây bọn rắn rết lại. Dòng móng vàng chỉ tay vào dòng dâu đồng, mày phải đấu với tao. Hai người chưa kịp xông vào thì từ trong hồ, dòng bạc dẫn dòng lưỡi dài và dòng kiếm bạc xông ra, dòng bạc hét to. Dòng dâu đồng Người đã sai lươn đầu nhọn sát hại gia đình ta hôm nay ngươi phải đền tội rồng dâu đồng không thể ngờ đến việc này đứng tần gần, rồng bạc lại hét to rồng lửa ngài hãy nghe đây chính hắn là kẻ đã ngăn các mạch nước ngầm dẫn đến hồ mây chiều để cha chàng phải chết ngài hãy nghe tôi làm sao hồ mây chiều hết được nước dù cho gặp hạn hán rồi cũng vì thế mà ngài rồng ba đầu mất cái đầu tương lai vì cứu hồ của ngài không kịp nghe hết câu dòng lửa xông vào lửa giận biến thành lửa tiêu bốc trên đầu sừng chín con rồng ma lờ lửa bước tới nhanh như cắt dòng bóng vàng nghênh tiếp chúng ông cười vang bởi chính đây là những con vật ông đã từng thu phục cùng mấy vị rồng thiêng mà hồi đó còn có cả rồng dâu đồng rồng dâu đồng nhếch mép cười khinh bỉ nhưng hắn đã nhầm bởi hắn đang phải đấu với chính hậu duệ của ngài rồng pháo hoa hơn nữa người ấy đang vận dụng toàn bộ công lực của cha để trả thù cho cha rồng bạc đúng là kẻ thông minh xuất chúng đã tìm cách vạch mặt tên đại ác đại gian đấu với rồng dâu đồng đã lâu mà không phân thắng bại rồng lửa bèn dùng mẹo đầu tiên chàng đẩy viên ngọc của bác chép mập lên yếu thế hơn khi dùng ngọc của cá chàng lảo đảo ngã xuống từ trong miệng nhả ra một viên ngọc Dòng dâu đồng nhìn thấy cười lên sằng sặc. Hắn nhặt lấy viên ngọc nhìn dòng lửa khinh bỉ. Tiếc cho dòng pháo hoa đẻ được một con rắn lưu điu bẩn thỉu. Chữ ngờ thì xưa nay vẫn chưa ai học được và dòng dâu đồng cũng vậy. Trong khi mọi người đang hoảng hốt, lo sợ cho số phận của chàng, dòng lửa khẽ nghiêng người để tránh cú kết liễu của dòng dâu đồng. Rồi chàng xoay người lại, đưa cặp sừng đã rất nóng vào thẳng mặt rồng dâu đồng. Lão già giá ác kêu lên rồi lăn lộn mấy vòng. Nhưng vốn không phải tay vừa, lão đứng dậy, chắp tay lại để luyện chiêu rồng lạnh. Mấy hôm trong ngục, rồng lửa đã đề phòng tình huống này. Chàng cũng đứng im để biến cả thân mình thành một hòn lửa cháy rực trong nước. Chàng quá hiểu rằng viên ngọc của cha mình một khi được luyện ở trên đầu hai cặp sừng sẽ phát huy tác dụng. Nó sẽ tạo ra những dòng xoáy lửa cực kỳ mạnh. Rồng móng vàng giết xong con rồng ma cuối cùng, quay ra nhìn rồng dâu đồng. Nhìn dòng dâu đồng luyện chiêu rồng lạnh, ông cười sảng sặc chỉ tay vào mặt lão. "Này, mày thôi cái trò vớ vẩn ấy đi, nghe tao hỏi, chép lạnh đâu?" Và ông cực kỳ ngạc nhiên khi thấy rồng bạc dẫn từ trong ra một bà chép lạnh to, rất duyên dáng mặc dù đã có tuổi. Bà gật đầu cười với ông. Hóa ra, từ khi trá hàng, nàng rồng bạc, con cháu của loài bạch giao long, đã làm được những việc long trời lở đất. Nàng đã điều tra ra chỗ lũ chú nhốt bà, và đã cùng rồng lưỡi dài lập mưu giải thoát. Nhìn thấy người tình cũ, tự nhiên rồng mõng vàng như thay đổi hẳn, ông lặng đi trong giây lát rồng dâu đồng luống cuống hắn không thể ngờ rằng trong giới rồng lại có những con rồng biết gian xảo để đối phó với người gian xảo như hắn mọi âm mưu đã bị bại lộ bây giờ có than trách thì cũng vô ích nghĩ vậy hắn cố đưa toàn bộ sức lực lên trên đỉnh đầu để luyện rồng lạnh rồng móng vàng gọi to rồng lửa cháu ra đây không dám cãi lời rồng lửa ngừng luyện lửa đi ra ông móng vàng nhả viên ngọc trong người ra cười con cầm lấy Dùng mà đánh cái thằng mắc dịch ấy đi Ta đã có lời thề Nếu tìm được bà chép ngạnh Sẽ từ bỏ cuộc sống của rồng Để là một con cá bình thường Vui vẻ sống chết có nhau với bà ấy Ta sợ cách cảnh làm rồng Mà cô độc lắm rồi Ngậm vào đi Nó sẽ thua con ngay thôi Rồng lửa gật đầu Khi viên ngọc của rồng bóng vàng tan trong người Toàn thân chàng bỗng vàng rực Cứng như kim cương Nóng như lửa chàng đã hiểu rằng chỉ riêng với viên ngọc của rồng bóng vàng trong người, chàng đã trở thành kẻ vô địch. Lúc này, chàng nhanh và khéo như một con cá chép thưa, phun lửa như rồng pháo hoa và thân thể cứng như vàng nhờ ngọc của rồng bóng vàng. Ba viên ngọc đó thay nhau chạy trên toàn bộ thân thể rồng lửa, chàng mỉm cười xông vào. Rồng dâu đồng toàn thân mềm nhũn, hắn đã quá hoảng sợ vì đang phải đánh với dòng phá hoa, dòng bóng vàng và chép mập. Tinh hoa của ba nhân vật lừng lẫy ấy đang tụ trong người rồng lửa. Lão gục xuống, tắt thở. Từ xác lão, một luồng khói đen bốc lên mù mịt. Tất cả đều phải bịt mũi lại vì mùi bốc ra rất khẳng, thối. Sau khi luồng khói tan, lão rồng dâu đồng hiện nguyên hình là một con mãng xà tu luyện lâu năm. 28 một cái kết chán ngắt sau khi dẹp xong nạn dòng lửa mời ngài dòng ba đầu lúc này cũng đã rất suy sụp đến để mở đại hội trong đại hội đó chàng tuyên bố dâng cho ngài hai viên ngọc của chép mập và dòng bóng vàng chàng nói cái gì không phải của mình thì không dám nhận nhưng ngài dòng ba đồng bảo chàng giữ lại viên ngọc của chép mập như nhận một lời nhắc nhở dòng lửa thấy có lý không dám từ chối khi rồng ba đầu nhận viên ngọc của rồng móng vàng, thì cháu ôi, cái đầu tương lai của ngài lại mọc ra. Bởi vì đó là tinh hoa của một vị rồng thiêng tài giỏi. Thế là, với lời hứa sẽ không bao giờ ngủ quên trên vinh quang, ngài rồng ba đầu lại phải gánh vác trách nhiệm cai quản thủy giới. Rồng mai đá về hồ vàng để thay thế ngài rồng móng vàng. Lão già này hăm hở với trọng trách đó, bởi từ xưa đến nay chưa bao giờ lão có chức tước nhưng đã hiểu được thế nào là nhiệm vụ lão tỏ ra rất cẩn thận dòng lưỡi dài và dòng kiếm bạc cùng nhau cai quản hồ mãng xà hai vị quá vui bởi từ nay mình sẽ không phải sống trong những cái đầm nước bé còn con nữa dòng tai voi lên ngôi ở hồ mây chiều bởi dòng lửa từ chối vì sao vậy vì chàng khao khát khám phá những chân trời lạ trong cuộc sống lãng du, chàng dấn thân vào cuộc chinh chiến này cũng là để cứu bà con hồ mây chiều và để rửa lại tai tiếng cho dòng họ trên bản thân chàng cũng đã chán ghét cuộc sống trên đường vinh quang. Cũng may là chàng đã tìm được một người có trách nhiệm và tài năng như dòng tai voi để giao việc. Chàng cũng không quên việc giao chức tước cho lũ con của chép mập người đầu tiên hy sinh mạng mình để cứu chủ trong giới thủy quái chắc là từ đó về sau sẽ có nhiều con tôm cá học theo gương chép mập dòng lửa và dòng bạc từ sau lần đó cũng đã hiểu nhau mà còn hơn là hiểu nhau họ đã hẹn trăm năm có nhau họ theo gương của dòng bóng vàng ai cũng tiếc cho dòng lửa bỏ cả ngôi vị cao sang nhưng chúng đâu hiểu được niềm vui của cặp rồng khi họ tung tăng ngoài biển khơi, vốn đã rộng lớn hơn hồ ao rất nhiều lần. Bọn lươn rắn từ nay về sau không được hóa rồng nữa, đó là quy định của thủy giới. Bởi nhiều khi không thể tử tế với người không tử tế được. Chỉ những con vật như là cá chép, cá chấm hay như rùa, tôm thì mới đủ đạo đức để hóa rồng điều này được ban ra làm toàn bộ cư dân giới thủy sinh hoan hỉ bởi từ bao năm nay họ đã phải chịu quá nhiều tai họa do bọn lươn rắn đều cáng gây ra vẫn biết là những trò bịp bợm trên cạn không thể có đất sống trong thủy giới nhưng dù sao vẫn phải đề phòng nếu không biết đề phòng hoặc chủ quan thì ngay đến rồng ba đầu còn có thể gặp nạn kia mà tại sao lại gọi là cái kết chán ngắt bởi đó là cái kết mà ai cũng đoán được nhưng hình như tuy chán nhưng mọi người vẫn muốn kết thúc phải xảy ra như thế chuyện đồng thoại chuyện chú rồng lửa của nhà văn nguyễn toàn thắng xin phép được kết thúc